Mỗi khi xem VBA, tất cả những fan hâm mộ nhiệt thành của giải đấu thường rất hay để ý đến các ngoại binh cũng như là các cầu thủ Việt kiều thi đấu. Có lẽ về tính biểu diễn cũng như khả năng của các cầu thủ này được đánh giá tốt hơn nên họ mới thu hút được sự chú ý vượt bậc. Thế nhưng ở ngay hai trận đấu mở màn của mùa giải năm nay, các nội binh dù là trẻ hay đã có thâm niên trong giải đấu đều có những màn thể hiện vô cùng ấn tượng. Có lẽ năm nay sẽ là một năm rất bùng nổ cho các nội binh ở VBA. Ở game đấu đầu tiên, ngoại trừ việc ngoại binh cực khủng của Sài Gòn Heat là Kentrell Buckley mang về triple double cho trận đấu mở màn ở mùa giải cũng như trận chào xuân của mình ở VBA, nhưng các nội binh của Heat thi đấu vô cùng ấn tượng. Kim Bản dẫn đầu dàn nội binh với một màn trình diễn rất sắc sảo ở ngoài vạch ném xa với 12 điểm cùng hiệu suất 75% ở ngoài vòng bán nguyệt, 3 trên 4 tình huống 3 điểm. Bên cạnh Kim Bản, Phú Vinh cũng có một màn trình diễn rất đều ở mọi mặt chỉ số với 14 điểm cùng hiệu suất ghi điểm lên đến 50% ở ngoài vạch ném xa, 5 assist, 5 rebound và đặc biệt là 4 block. Thậm chí ở trận đấu đầu tiên của VBA, màn trở lại của Rookie of the Year 2020 Lê Quang cũng rất ấn tượng với 12 điểm cùng 100% field goal 3 trên 3 ngoài vạch ném xa trong hơn 16 phút thi đấu của mình. Bên phía Hà Nội Buffalo, cầu thủ trẻ Nguyễn Huy Hoàng cũng thể hiện cực kỳ ổn định với career high 10 điểm cùng hiệu suất 43%, đi kèm với 4 rebound và 2 steal, cho thấy tiềm năng rất lớn ở mùa giải năm nay khi mà thể hiện rất ấn tượng trong 17 phút trên sân. Ngay ở trận đấu đầu tiên, chúng ta có thể nhìn thấy được ngay những dấu ấn vô cùng đậm nét của các nội binh trên mặt chỉ số cũng như tầm ảnh hưởng ở trên sân đấu. Ở game đấu thứ hai, giữa Thăng Long Warrior và Đà Nẵng Dragon, đúng là tâm điểm được chiếu thẳng vào hai hậu vệ ở hai đầu chiến tuyến là Jermaine Morrow Jr. và Samin Swin. Màn đối đầu 19-10 của cặp ngoại binh này với 39 điểm cho Morrow và 32 điểm cho Swin cũng không thể nào làm lu mờ đi sự tỏa sáng của Hoàng Thế Hiển ở bên phía Thăng Long Warrior và màn ngắm bắn chuẩn xác của bộ đôi Hán Minh Đức Chí cùng những pha đánh đầy cảm giác của anh Kiệt bên phía Đà Nẵng Dragons. Ở những giai đoạn đầu tiên, nếu thiếu vắng đi những pha ghi điểm chuẩn xác của Hán Minh và Đức Chí cùng những pha đột rổ vô cùng cảm giác của anh Kiệt, có lẽ một mình William Trần và Jermaine Morrow cũng không thể đủ sức mang về lợi thế cho Đà Nẵng Dragon. Riêng Hán Minh và Đức Chí, họ đóng góp 5 pha 3 điểm thành công, chiếm đến 1/3 số cú ném 3 điểm thành công của Đà Nẵng Dragon trong trận đấu này, đủ để thấy rằng các nội binh thi đấu cũng rất hiệu quả và không kém cạnh gì các cầu thủ chủ chốt. Còn để nói về Hoàng Thế Hiển, anh thực sự là ngôi sao nội binh sáng nhất của Thăng Long Warrior trong chiến thắng lội dòng ngày hôm qua. Khi mà Thăng Long Warrior rơi vào thế bí vì bị dẫn trước khá xa, nhưng chính những cú nhảy ném đầy cảm giác của Hiển là những tia sáng mở đường cho Thăng Long Warrior lội dòng trở lại nhanh chóng. Hai hiệp thi đấu cuối cùng đúng là sân khấu của Thế Hiển khi anh kết thúc trận đấu với 16 điểm cùng hiệu suất ném trung bình cực cháy 5/7 với hai pha ném 3 điểm thành công để giúp Thăng Long hoàn thành cú comeback không tưởng bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của Sabine Swin. Với những màn trình diễn ấn tượng của toàn bộ nội binh được kể trên, Bóng Rổ TV tin rằng đây sẽ là một mùa giải vô cùng bùng nổ vì các nội binh thường không có nhiều những giây phút tỏa sáng. Chúng ta có thể tin rằng VBA sẽ ngày một thú vị hơn khi rất nhiều nội binh cũng đã bắt đầu để lại những dấu ấn quá xuất sắc trong trận đấu chứ không chỉ còn là màn trình diễn của riêng các ngoại binh và Việt kiều nữa.